Xin chào các bạn, thưa các bạn, Hang Audio tranh thủ không gian vừa mới sau một cái cuộc trình diễn của hệ thống âm thanh hãng Clip thì tôi mới có điều kiện để trải nghiệm hệ thống âm thanh gồm một chiếc Boston S450 kết hợp với một đôi loa tranh Canvas 1216. Cấu hình của nó thì gồm có một ampli Boston Acoustic S450 kết hợp với một đôi loa tranh Canvas 1216 và một chiếc sub Sudico. Tổng cái hệ thống này có giá tiền là $33,800. Thưa các bạn, đây là một trong những cái cấu hình âm thanh mà công ty AG setup và để trình diễn tại cuộc triển lãm này, hướng tới để được bày biện trong không gian nhà nội thất hiện đại, xu hướng trẻ, gọn, vừa để nghe nhạc lại có thể hát karaoke. Tôi đã nghe nhạc trên hệ thống này thì chất lượng âm thanh rất là hay, bởi nó quy định bởi hai cái yếu tố rất là lớn. Thứ nhất là những cái chiếc loa tranh này được cấu tạo bởi 500 neodymium, có một cái công suất lớn và cường độ âm thanh mạnh mẽ. Đặc biệt là khi kết hợp nó với chiếc loa sub thì nó cho được cái sự hòa quyện giữa cái hệ thống âm thanh từ loa tranh với loa trần, và nó đáp ứng được cái yêu cầu về âm thanh rất là cao. Cái thứ hai là bản thân chiếc ampli Boston Acoustic S450 Hang Audio cũng đã nhiều lần báo cáo về cái chiếc ampli tích hợp 3-trong-1 gồm micro, echo, equalizer và power ở trong một thiết bị. Do vậy mà nó có thể đáp ứng được cái việc là phát thanh cho nghe nhạc cũng như là hát karaoke. Về phương diện nghe nhạc thì tôi đã trải nghiệm, bây giờ thì sẽ hát thử một bài hát để cho các bạn xem là chất lượng nó ra sao nhé. Hang Audio sẽ hát bài Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Hà Nội mùa thu cây khắp bụi vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thăm nâu. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cơm xanh về bàn tay nhỏ gốm sữa vỉa hè, hơn bước chân con hồ tây chiều thu, mặt nước vàng cây bờ xa mời gọi, màu sương thương nhớ mây sắp cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai, sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Thưa các bạn, Hang Audio cảm thấy thực sự là rất là bất ngờ khi mà một cái đôi loa tranh nó xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu treo ở trên tường kết hợp với một chiếc ampli S450 và chơi cái kiểu công nghệ mới hiện đại phù hợp với không gian đô thị mới trẻ trung, nó lại dễ hát và lại cái âm thanh nó lại đẹp như vậy. Hang Audio xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video review về không gian trình diễn các cái thiết bị audio của công ty Anh Duy tại cuộc triển lãm AV Show 2023. Một lần nữa, Hang Audio xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.